thôi. Bây giờ là bây giờ mình tắt đèn, mở cái kia. Đó, cái đồ treo tàu phen ở đây. Xong mình có mấy cái này nữa. Mình làm cho nó đẹp nha. Chờ chút, mở cái này. Hello mọi người, welcome back to my channel. Bây giờ là tập số 2, lúc mà mình đi ngủ liều, lúc mà âm 10 độ ở Naui, với lại có tuyết rơi xuống, với lại tuyết ở ngoài đường rất là lạnh. Mong mọi người thích coi cái này nha. Cái này là cuối cùng á. Thôi đèn tay mình không có thấy nhiều lắm. Ôi dạ, nước của mình thành đá rồi. Ăn gì đây mọi người? Ở dưới này, hồi nãy mình không có mặc Supernity, nhưng mà bây giờ thì mình đã mặc Supernity rồi. Mình sẽ mở này nè. Cái này mình mua cái Hàn Quốc á, nếu mọi người nhớ nha. Cái này là một cái bàn. Đã lắm. Tại nếu mày có cái bàn này á, lúc mà mình nấu đồ ăn á, mình không có cần ra ngoài đường cho nó khỏi cháy. Tại nếu mình nấu direct vô cái liều á thì nó sẽ có smell đó. Cho nên mình không có muốn bị hư cái liều hay là cháy trong cái liều, cho nên mình mua cái này. Cái này thì chưa có ở Norway, cho nên mình phải đi hay là kêu bạn Hàn Quốc tới mua cho mình. Ok, bây giờ mình phải làm một cái ổ flotte cho nó đứng chỉnh chàng gì nè mọi người. Xong rồi mình phải đừng có bỏ đồ gần quá, nếu bỏ đồ gần quá nó sẽ bị cháy. Thì bây giờ mình chỉ có lấy đồ mình cần thiết thôi á, cho nó dở chiếm. Còn mấy đồ mình không cần thiết thì bỏ chỗ khác. Bây giờ nó hơi dơ dơ ở chỗ đây nè, thì bây giờ mình sẽ dẹp lại. Mình mở cái storm shaken nha. Cái này là kêu bằng storm shaken, là đồ người của mình lúc mà đi làm đồ ăn rất là quan trọng. Nếu không có nó là khỏi ăn luôn. Cái này nó làm gọn lắm, hơi đen chút xíu trong camera tại vì tối quá. Nhưng mà cái này là nó làm sẵn hết cho mình đó, cho mình lúc mà đi chuyến rất là gọn. Bây giờ mình sẽ nấu mì cuối ăn tối, tại vì đói rồi. Cho nên mình sẽ lấy ra đó, thấy gọn không? Ba cái phẩm á, một cái đồ nấu nước nè đó, thấy dễ thương không? Xong rồi một cái đồ cầm, xong rồi một cái này là nếu mình cần thiết là lấy cái này để ăn, hay là cái này là cái mắt. Xong rồi nó tặng mình hai cái ly đó, hơi nhỏ chút nhưng mà rất là gọn để uống trà hay là ăn súp. Bỏ vô lại à luôn á. Đó, cái này là cái tennis, là cái đồ đốt, nó nhỏ, mình phải gắn nó vô cái này nè. Xong cái này là rất là nguy hiểm, nếu nhiều cái gas, coupon gas này là có thể mình bị xỉu hay là chết. Cho nên lúc mà mình nấu đồ ăn á, mình phải nhớ mở cửa hay là mở cái liều. Xong rồi gắn nó đúng nè. Gắn xong rồi mình mua cái bàn này nè, để mình nấu ăn ở trong nhà, ở trong cái liều chứ, kêu nhà hoài à. Đó, sớm cho nó đúng vậy cho nó trời đi. Đó, nó thành đá hết rồi mọi người, thấy không? Đó, thành đá hết rồi, chết, làm sao uống nước. Cái loại cho nó lạnh quá, nó cũng không có muốn, nó xài không được, chết. Hơn là mình gần nhà má nó không. Cái này là bye bye, đi đời luôn. Mình thấy nó chút xíu, có chút xíu lửa mà nó lạnh quá, nó chịu không nổi. Thôi lấy cho mới rồi, thử hoài nó không chịu ra gì hết. Ra chút xíu à. Hơn là cái này là camping thử thôi á, là lúc mà mình đem theo cái này á, mình không có coi nó có nhiều gốc hay không, cho nên mình vô mình lấy cái extra là mai mốt mình phải nhớ đem theo hai loại, một cái này loại này hay là một cái loại bình thường. Nếu cái này hư thì mình có một cái bình thường phải không, là một cái backup plan đó. Cái này thì
nó có đủ gas nó mới xài được. Nhưng mà trước khi mình thành pho là mình phải có nước, cái tô mình không biết cái này kêu bằng gì nữa, mình kêu lần nào cũng xè lên hết rồi. Ôi à, mọi người coi nè, mới bỏ chút xíu nước nó thành đá rồi đó. Oh my god, tại lạnh quá đó, mọi người thấy không, đổ chút xíu là nó thành đá luôn á đó. Bây giờ mình làm nhiều đá nè. Oh, easy peasy, thành hết đá luôn á đó. Thấy mọi người có thấy nó mù mù, mấy cái cục cục mù mù là đá á, đổ chút xíu là nó thành đá. Wow, chắc nước nó ra dẹ ra vậy là lạnh lắm rồi á. Ngạc nhiên không mọi người? Mọi người có ngạc nhiên không? Mới đổ chút xíu tự nhiên nó thành đá hết. Cái này là không có bình thường. Mình cũng không có camp lạnh như vậy, cho nên cái này là cũng lần đầu mình cũng thấy ngạc nhiên. Đó, đốt rồi á. Mọi người không thấy, vô thấy chút xíu. Tắt cái này chút nha, cho mọi người thấy rõ hơn. Là lúc mà mình mở cái này là cái cửa sổ của mình nó đang mở rồi á, cho lúc mà mình hít thở nó không có nhiều propane. Nếu có nhiều propane là mình có thể chết ở trong đây hay là xỉu ở trong đây, mình không biết giải thích sao nữa. Đó mọi người có thấy lửa màu xanh nước biển không? Đang nấu lên đó. Bây giờ mọi người coi giống như mình đang hít thuốc vậy á. Mỗi lần mình hả họng ra là nó ra khói. Lúc mà mọi người ở Việt Nam nói Đà Lạt là lạnh đó, còn mình thấy Na Uy hơi lạnh chút xíu hơn Đà Lạt luôn á. Mọi người nói lúc mà mọi người coi lúc mà mình nói nè, nó ra hơi. Má mình nói hồi xưa bà qua Na Uy á, bà không biết lạnh là cái gì á, cho nên lúc mà bà thở hơi ra như vậy nè, bà thổi, bà tưởng là bà hút thuốc, cho nên bà thấy rất là ngạc nhiên á. Bà cởi cho mình cũng thấy bữa nay nó đỡ không có lạnh nhiều mấy, nhưng mà tại sao bây giờ mình thở có hơi là cũng rất lạnh rồi. Coi điện thoại á, lúc mà mình nói mình mở cửa là cái này nó có một cái lớp số 1, xong rồi lớp số 2 là mình mở cái lớp số 1 rồi, nay lớp số 2 cho nó có da nộm trích. Mình đem theo đũa, gói, kim chi mua lần trước. Đó, mọi người coi là mình đã thử nấu nhưng mà nước nó không có nóng nổi. Bình thường cái này là vài ba giây là nó xong á, nhưng mà bây giờ lạnh quá, nước nó không có sôi gì hết, nó chỉ có ok vắn thôi à. Đâu nha, chắc bữa nay lạnh hơn bình thường á. Mình phải coi thời tiết trong điện thoại của mình. Nước bây giờ thành đá rồi. Ở trong đây đó, đá không á. Hồi nãy nó không có gì nhưng mà bây giờ chắc nó sẽ xuống đổ á, cho nên cái gì cũng thành đá hết. Cái ly lô số 1 của mình cũng thành đá, cái này ly số 2 cũng thành đá luôn. Chết. Chắc mọi người không hiểu tại sao mình thích làm mấy cái này phải không? Dì hai của mình lần nào coi video của mình cũng hỏi, ôi trời ơi, con nhỏ này sống kiểu giàu không chịu sống mà muốn sống kiểu nghèo không á. Là tại vì mình thích làm mấy cái này, tại vì lúc mà mình đi mấy cái này á là mình chỉ có không có suy nghĩ tới cái gì hết á, không có suy nghĩ tới cái độ phiền phức ở trong nhà hay là hết tiền mua cái này lộn làm cái việc làm này. Cho nên giống như mình đi cái này là giống như đi vacation gì đó, là giống như có một cái cảm giác là mình free, là mình chỉ có cần nghĩ tới làm đồ ăn, kiếm củi, ăn phơi nắng, also đi chơi gì thôi. Cho nên mình thích mấy cái này lắm á. Mỗi ngày mình chịu ngủ trong cái giường mình thấy chán, cho nên mình thích nằm ở ngoài đường mà không có ai hết à, chỉ có mình thôi à. Mấy đứa bạn kia nó không dám nằm mùa đông, nó chỉ có thích nằm mùa hè. Còn mình thì thích nằm mùa đông, mùa hè cái gì cũng đi hết á. Tại mình thích thử cái gì mình cũng có thử, muốn thử đó. Cái này bây giờ camera cũng hết bên rồi, chờ chút nha, mình phải thay đổi. Ok, mình đã thay đổi bên rồi đó. Mình đã mở cửa rồi cho nên khói nó sẽ không có condense ở trong đây. Anyway, chắc mọi người tò mò thắc mắc hỏi ở đây có lạnh không? Thì lạnh thì lạnh, nói chung tại vì mình đã cởi giày ra. Mình cởi giày mình bỏ ngoài đường rồi đó, cho nên cho nó khỏi dơ với khỏi ướt. Thì cái chỗ mà yếu nhất là chỗ chân thôi à. Còn nguyên cái body của mình á thì mình không thấy lạnh, mình thấy rất là nóng. Thì lúc mà mình ngồi trên chân á thì mình lấy cái sổ và phù xe, cái túi ngủ mình bỏ lên chân là mình đắp lại, mình thấy cũng ngon rồi. Cái này là đồ bỏ trứng, ở trong đây là trứng á, cho lúc mà mình đi thuê nó không có bị gãy hay là bị bởi chứ. Nà điên đó, đã trời ơi, không bao giờ làm mình gối chậm như vậy luôn á mọi người. Chắc bữa nay cái jet boy này nó chịu không nổi quá. Thử chút xíu nước. Chưa chín.
Còn chút xíu nữa. Bỏ vồi nước vô nha. Không biết vồi nước kêu bằng gì nữa. Thấy ngon không? Nhưng mà cũng hơi lạnh. Bình thường nó sôi ụp. Mà lần này nó không sôi gì hết. Hết gas rồi. Gần hết gas rồi. Chết. Hơn là đem theo hai cái. Tại vì mình biết gần hết gas. Mì gối đã nhão rồi mà nó chưa nóng. Thôi tắt luôn đi. Ok, ăn luôn đi. Chứ chờ lâu quá. Coi. Coi. Trời ơi, chiếu lắm mọi người. Tính ăn cái quay qua quay lại quay phim. Đụng qua đụng lại té cái bạc. Chưa ăn gì hết mà đổ hết rồi. Bây giờ cái liều này nó sẽ có mùi mì gối. Tiếu ha. Mà bây giờ mình lâu nó bị cứng hết rồi. Mới thay ra vậy. Bây giờ mọi người đúng ham quay phim giống như mình nha. Ham quay phim nhiều quá. Nó bị dính. Oh my god. Nước sêu nhiều quá ha. Ây da, uống mì gối. Thành đá hết rồi. Mình cũng bỏ cái gas ở ngoài cho nó khỏi đổ giống như lần trước. Lần trước mình đổ là lỗi của mình, nhưng mà bây giờ mình thử kiểu mới. Cái này cũng hết rồi hả? Nó lạnh, cái này cũng lạnh. Chết, nó lạnh, nó cũng chịu đốt. Dạ. Cái lý do mình đốt á, rồi mình sẽ bỏ nước nóng vô cái này nè, xong mình sẽ ngủ. Xong rồi mình sẽ đem theo con chó ra. Tại vì mình sẽ tập nó ngủ trong điều lúc mà lạnh. Hello. Mình đã đem theo con chó của mình, nó cũng mặc quần áo. Mọi người thấy không, mình với con chó sẽ ngủ với nhau. Nó không hiểu gì đó, mọi người nó sợ. Nhìn mặt của nó biết nó sợ liền rồi đó, coi đó. Tới đây, nó hơi sợ á. Hết đèn rồi mọi người. Người, mình đã hết bên cái này rồi. Mọi người thấy nha không? Cái này đúng là nó nói 30 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mùa đông đó, nó chỉ có 5 tiếng đồng hồ. Ít hơn 5 tiếng đồng hồ luôn á. Mới đây, ôi, nó có bên lại. Ô, đã. Nó bị mát dây. Trời ơi, mùa đông á, lâu lâu nó xài được, lâu lâu xài không được. Hồi nãy nó mới có con chó ở đây nè. Con chó mình nó sợ pháo lắm á. Cho nên bây giờ là gần tới ngày giao thừa rồi á. Nghe pháo cái bùm cái nó sợ té đai luôn. Nó không muốn ngủ với mình nữa, cho nên mình phải bưng nó vô nhà lại. Trời ơi, tội nghiệp con chó quá ha. Cho nên bây giờ mình ngủ một mình. Chắc cú nhất là một mình. Cho nên bây giờ mình sẽ cởi quần áo nè. Để chỉ mọi người làm sao mà ngủ ở ngoài. Ở mùa đông âm hết 5 độ. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ nè. Mọi người ơi, lúc mà mọi người thấy mình á, mọi người cũng lần nào cũng kêu mình mập hết á. Thì mình cũng hiểu, ý lại là tại sao mình mua quần áo lần nào cũng bự bự hết á. Cái này là đúng ra mình xài S, nhưng mà mình mua M hay là L luôn á. Tại vì lúc mà mình mặc quần áo mùa đông á, nó mập quá, cho nên mình phải có chỗ. Nếu mình mua cái áo mà dừa dừa á, S á, thì lúc mà mình mặc đồ mùa đông mình kéo không lên luôn á. Bây giờ là mình mua một hai size bự hơn rồi á. Bây giờ mà mình mặc nhiều đồ mùa đông quá nó không có, nó chật thật là chật phải không? Sao mà người ta tưởng đâu là mình rầm mập giống như một người siêu mu vậy á. Nhưng mà bây giờ lúc mà mình cởi áo ra, nó mập tại vì mình mặc nhiều lớp. Ok, bây giờ là một lớp là cái này là dùn nhọt chá. Là cái áo down jacket bằng lông lá của con gà. Mà lông lá tốt quá chứ không phải lông lá rẻ. Lông lá mắc tiền lắm á. Cho nên cái áo này nó mặc kè làm mình rất là nóng. Xong rồi mặc một cái buff tại vì mình muốn đi bộ thôi. Cho nên cái này tốt hơn cái đồ chùm, tại cái đồ chùm nó bự quá, còn cái này nó ốm hơn, nhưng mà có thể đóng lại cái áo. Xong rồi bây giờ mình sẽ ngủ thì mình phải cởi áo quần ra nha. Xin lỗi mọi người. Ôi, cái quần này là quần snowboard, nhưng mà mình xài nó quy cả ngày ngoài đường mình thấy nó cũng rất là tốt. Cái này mình cũng xài size M, nhưng mà cái áo này nó bự quá, mình kéo cái quần, mình cầm lại cái quần không nổi, cho nên mình xài hai cái dây này. Bây giờ mình cởi hết rồi đó. Là mình chỉ có cái đó là cái áo, cái lớp ngoài đường. Xong rồi mình có một lớp nữa là super unity, là cái này nè. Là mình biết mà cái này mình cởi không được. Bây giờ nếu mình cởi là mình sẽ mất cái nóng của mình. Cho nên mình chỉ có chỉ nó ở bên đây thôi. Super unity là bên Naui ai cũng xài hết đó.
ai cũng xài lúc mà mùa đông. Bình thường thì mình không có, hồi sáng thì mình không có xài Supernatural tại lúc đó nó nóng quá. Còn bây giờ thì lạnh quá thì mình phải xài Supernatural. Sau một lúc mà mình ngủ á, mình không có được mặc đồ mà nó kín, tại vì nếu nó kín là hơi nó không có ra là làm cho mình lạnh hơn. Cho nên bây giờ nếu mình mặc nhiều lớp á, nó cũng như vậy à. Cho nên mình mặc ít lớp là tốt nhất, thì hai lớp là đủ rồi. Cho nên bây giờ mình chỉ có mặc Supernatural với cái áo này là đủ rồi. Cái áo ngoài rộng rộng á, lúc nóng nó bay qua bay lại. Kiểu nếu mà mình mặc cái áo mà kín thì nó sẽ không có cầm lại cái đồ nóng của mình. Thì mình nói vậy cho người ta hiểu đi nha. Xong bây giờ mình sẽ chỉ làm sao mình ngủ. Mình có hai lớp. Cái này là Bombs Legionellon, là cái này nó không có, nó làm mình không có lạnh. Xong ở trên đó mình phải có một cái nữa cho nó separate ra cái mùa đông với cái đồ ngủ cho nó khỏi lạnh. Cái này là có Arivadi minus 5 là nó có thể xuống 5 độ luôn á. Cho nên cái này là cái tấm mùa đông, cái này là cũng tấm mùa đông. Bình thường mùa hè mình xài một cái lớp thôi à, xong rồi mình xài một cái sổ phù sa là giống như ba lớp vậy á. Ok, giải thích đủ chưa? Xong rồi trong cái đồ ngủ mình đã bỏ một cái đồ nóng, là bây giờ mình bỏ nước nóng ở trong đây. Xong rồi mình bỏ nó như vậy. Xong bây giờ mình sẽ leo vô cái đồ ngủ. Xong mình có tóc Ulsoki, nó phải khô, không có được ướt. Ướt cái là chết đó mọi người. Lúc mà mình ngủ mà đông á, không có được cái gì được ướt hết á. Cái gì cũng phải là khô hết mới tốt nhất, là chắc cứu. Ok, bây giờ mình sẽ nằm vô nè, tại vì mình phải nằm thẳng cho máu nó nằm thẳng. Nếu cái đầu mình nó xuống nhiều quá thì máu vô đầu nhiều quá thì cũng không có tốt. Xong rồi trong cái sô này có túi, mình bỏ điện thoại trong đây. Nếu lạnh chân á thì mình sẽ đạp cái bị nóng bỏ vô chân, tại nếu mình lạnh chân thì mình sẽ lạnh mình, cho nên cái chân là rất là quan trọng. Cho nên mình đã bỏ cái bị nóng ở trong chân bây giờ cho nó làm hồi lại cái chân, là lúc đó mình ngủ phơi thì có phơi luôn á. Ok, bây giờ là chắc 12 giờ rồi, hơn 12 giờ. Ừ, 12 giờ 12. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi ngủ nè mọi người. Good night, ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người mai dạy thành công, nếu không là mình đi đời. Tắt cái đèn ở đây. Đó. Xong mình có thể ngủ với mũ. Nếu mọi người thích thì ngủ vô mũ, nếu không thích thì cởi ra. Mình thì thấy bây giờ lạnh, lúc mà một hồi mình ngủ chắc nó sẽ té ra, cho nên không sao. Tắt đèn ở đây nè, bây tắt đèn ở đây, xóm. Sau một ngày cuối cùng là cái đèn mà nằm gần nhất là ở bên đây. Good night nha mọi người. Tắt 1, 2, 3, tắt. Good night. Good morning. Mình đang ngủ rồi. Thành công mọi người. Ủa có lạnh không? Không, không có lạnh. Nằm ở trong đây á là ấm hơn lúc mà mình ngồi ngoài đường á, cho nên bây giờ mình không có muốn ra cái sổ vụ phụ xe. Mình muốn nằm ở đây thôi à. Nhưng mà bữa nay là ngày giao thừa, cho nên mình phải nhanh dọn dẹp đồ đi vô lại nhà. Mình nằm ở đây ấm lắm á, mình ngủ phơ. Nhưng mà mình ước mơ là mình đi chỗ xa thì cái xa không có nghe, nên không có nghe xe. Nếu không có nghe xe, nếu không có nghe pháo là chắc cái đó là tốt nhất luôn, là mà ngủ đá luôn á mọi người. Còn bây giờ mình nghe nhiều xe quá, nó hơi ồn ào chút xíu, cho nên mình dài ba lần. Cái này nè, nó nằm đá lắm đó, mình kéo lại á, xong rồi mình còn lại cái mặt không à. Mình còn lại cái mặt xong mình chỉ có thở, còn nguyên cái mình thì nó rất là ấm. Nếu mọi người có cơ hội thử nha. Nhưng mà mọi người nhớ là cái túi ngủ này á, là xuống tới A19 độ. Là nó A19 độ là cái này là để đi ra ngoài đường ngủ mùa đông á. Mọi người đừng có mua mấy cái mà 200-300 đồng nha. Xong rồi ra cái là đi luôn á. Trời, nước nó thành đá rồi. Hết nước rồi. Chắc mình nấu cái nước này chắc một tiếng đồng hồ sau nó mới thành nước trà quá. Nó lạnh thiệt lạnh, nó thành đá hết rồi. Chắc bữa nay không khỏi uống trà ngoài đường luôn quá. Mặc quần áo xong rồi đi vô luôn, chứ cái này nấu lâu quá. Hồi bữa qua nó chưa thành đá mà mình xài hết nửa tiếng đồng hồ để nấu nó, cùng bây giờ nó thành đá chắc một tiếng đồng hồ nó mới xong quá. Ok, bây giờ mình mặc quần áo lại. Ô phốc kìa nè. Ô lạnh. Ok. Lạnh. Cỡ ra nhanh. Mặc quần áo nhanh. Đó, mình mặc lại cái quần của mình. Quên, hồi tối lúc mà mình ngủ mình đổi sốc kia, mình đổi thành một cái sốc mà nó dày. Thì cái dày nó ưu sốc kia nhưng mà dày.
Còn cái trước thì mình mặc lúc mà mình đi ra ngoài đường, tại cho lúc mà mình đi qua đi lại á, chân của mình trong cái giày của mình á nó chật quá, cho nên mình phải xài cái sốc kia hơi mỏng mỏng. Cái mình thích cái liều nào thầy mình có thể đứng lên. Còn mấy cái liều kia của cùng mình nó mắc tiền hơn, nhưng mà nó là thun này thế cho nên mình đứng lên không được. Ok, đó. Mình mặc mấy cái đồ mặc với, cho nên mình kéo quần lại không được, cho nên lần đầu mình có mua một size là hai size bự lên. Cái này là M, cái này cũng M, nhưng mà nếu mình biết trước mình mua L cho mình có cơ hội để mặc mấy cái đồ mà mặc á. Mọi người này, cái này là M. Đúng là bình thường thì nó không có chật nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cái áo này nó chật quá, thì lúc mà mình mặc nó cũng nó gần bị hư luôn á. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp nè. Ok. Đó mọi người, cái ghế của mình nó đóng băng luôn rồi đó. Đó mọi người thấy không, mình bỏ nó ngoài đường tại vì mình không có chỗ trong cái liều đó. Nó bị đóng băng rồi, cái liều của mình cũng bị đóng băng luôn à. Đó mọi người có thấy không, đá không, mình phải lại nó mới rớt ra xong đó. Là camping bữa nay là success. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp ở đây thôi, xong mình đi vô. Nhưng mà cái liều thì mình sẽ bỏ lên, mình không có lấy nó xuống, tại vì mình thấy nó nghe mùi cá hay là mùi tanh á, cho nên mình không có biết là người ta đưa mình lộn liều hay là mình làm gì á. Tại vì lúc mà cái ngày mình mở nó, mình thấy nó tanh thì cái tanh giống như nước mắm vậy á. Sau rồi bạn của mình nói là bỏ nó 3 ngày ở ngoài đường á, cho nó có không khí vô ra á, có thể cái mùi sơn nó sẽ đi chỗ khác. Mà nếu mùi sơn nó không đi chỗ khác thì có thể mình sẽ rửa nó. Nếu mình rửa nó mà nó còn tanh mùi cá thì mình phải gọi điện thoại nói mấy cái người mà bán cho mình á, hỏi tại sao nó tanh mùi cá gì nhiều quá nha. Ok, bây giờ mình sẽ dọn dẹp ở bên đây, xong rồi mình sẽ bưng đồ vô. Ok, mọi người thấy cái video này camping thấy ra sao? Mọi người có thích coi mấy cái content này không? Nếu không thích thì mọi người viết xuống cái comment nha, thì mình không có làm mấy cái video đi cắm trại ở ngoài đường nữa. Nếu mọi người thích thì cũng viết xuống nha, cho mọi người giúp đỡ. Ok, thank you very much. See you next time. Bye!